chào mấy bạn nha. Nay mình có cái chậu đỗ quyên này nè. Đó. Thì đây là một cái nhánh mà mình cắm lên nha mấy bạn. Mà bây giờ mình cắm lên á thì nó có nhiều cái nhánh nhỏ như vậy nè. Đó. Thì bây giờ các bạn làm sao để chơi có một cái nhánh mà mau chơi ha. Thì mình này là mình chỉ không phải là mình nói đẹp hay là cái gì, nhưng mà mình chỉ góp ý mình phá phách thôi. Mình trong cái thú chơi nào cũng phải có cái gọi là phá phách ha. Thì bây giờ mình sẽ gom mấy cái đọt này lại rồi mình làm thành một cái cây. Thì cái dòng đỗ quyên này khi mà mấy cái nhánh này mà nó dính lại với nhau thì một thời gian sau nó sẽ dính thân lại với nhau hết nha mấy bạn. Thì mình sẽ ép mấy cái thân nhỏ nhỏ này vậy nè lại với nhau thì nó sẽ thành một cái thân bự, rồi mình sẽ vô một cái chậu nhỏ nhỏ mình làm mấy cây nhỏ nhỏ mình chơi nha các bạn. Cái dòng đỗ quyên này mình kiếm cây bự thì hơi khó, nếu mà có thì cũng mắc tiền, cho nên là mình cứ cây nhà lá vườn chơi không tốn tiền thì mình cứ theo cái cách này của mình đó. Các bạn cứ trồng nhiều cây nhỏ mà nó lên cao giống vậy nè. Ví dụ một cây nhỏ như vậy, nhỏ xíu vậy mà các bạn nghĩ đi, 10 cây thì nó sẽ bự bằng ngón tay cái mình này. 10 cây các bạn bó lại, các bạn trồng xuống chung nha, các bạn làm thành một cây nhỏ, thời gian sau nó sẽ dính liền với nhau, các bạn có các bạn chơi thôi. Để mình thí nghiệm thử một cây cho các bạn coi ha. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái cọng kẽm mình bó từ trên xuống dưới nha. Mình sẽ lấy một cái cọng kẽm mình bó nó. Mình kiếm cái kẽm này chẳng dư của mình đâu hết trơn. Rồi mình bó từ trên xuống dưới nha các bạn. Mình cho dài một chút mình bó cho đã. Nhớ nha, phải bó từ từ bó hết nha. Đó. Thấy không? Bỏ vô. Tới khúc nào các bạn muốn cho ra thì ra, còn không ra thì các bạn cứ bó vô thôi nha. Nhớ khi bó vô thân nha, các bạn nhớ ngắt lá hết nha. Bỏ vô siết chặt vô à, chừng nào nó dính là nó dính nè. Cái nhánh này hơi hơi bị ấy nè, mình cho nó trẻ vào bên này à, cho nó siết luôn. Rồi mình cứ bó thôi nha các bạn, bó cho chắc vô nha. Bó vô. Đó. Đó, cái chỗ nào mình ra chi thì mình chừa nó nha. Đó, như cái chỗ này mình ra chi nè. Ra chi mình chừa nó. Đó, như vậy là mình có cây mình chơi rồi. Đây. Rồi. Mình cứ đó. Rồi, mình cứ bó vô thôi rồi mình ra chi nó. Chỗ nào mình cũng cọc kẽm hết nha các bạn. Đó.
cứ bó càng sát càng chơi thôi. Rồi đó, thì mình cứ chỗ nào mình muốn nó ép thì mình cho nó đó, thì mình muốn cho nó đẹp thì mình cứ làm thôi. Chỗ nào mình muốn ra tàn thì mình chừa nhánh, còn chỗ nào mình không muốn ra tàn thì mình cho nó ép vô thân. Rồi vậy là mình có cây mình chơi, mình cứ làm, mình muốn làm sao mình làm nha mấy bạn. Chung thì cái này là mình chơi cái kiểu mà ăn gian nha mấy bạn. Đó, nhưng mà cái này thì các bạn có nhiều cây các bạn chơi, cái này thì cứ cắt nhánh cắm xuống rồi các bạn làm thôi, từ từ nó cũng thời gian sau. Bây giờ làm thì nó không được đẹp, nhưng mà 1 2 năm, 2 3 năm, 3 4 năm sau thì các bạn nghĩ nó bự lên thì từ từ nó cũng sẽ đẹp rồi. Không có cây nào xấu chứ, chỉ cây từ từ nó sẽ đẹp thôi. Rồi mình cứ uốn éo, mình thích uốn sao mình uốn thôi. À ok, tết không? rồi cái nhánh này sáng giòn quá gãy ba rồi nha mấy bạn, nhưng mà chắc mình giá lại được, không sao, chắc mình giá được, giá được, giá được. Rồi ừ. Quắn một cây. Cứ đưa qua đưa lại là mình có cây mình chơi, uống cho nó cứng lên nữa, kiếm cộng cảm cứng cứng nha, cho nó thêm miếng nữa nha mấy bạn. Đó, mình coi cho nó sát luôn. Đó. Cứ uống thôi nha các bạn. Cái này thì sáng sớm thì trời hơi lạnh nha các bạn, cho nên là mình cũng hơi hơi yếu tay nha, mình không dám làm mạnh nè. Bây giờ mình uống nó, mình sợ nó gãy quá, trời lạnh mà, mùa đông gãy hết nhánh nè, gãy hết cái nhánh bên này của mình nè, nhưng mà không biết còn dính không, chắc dính rồi. Chắc
còn dính á, chắc ok. Để mình bỏ vô cho nó cứng lại nhé. Rồi. Rồi xong. Đó. Cho mấy em. Nhánh nhánh này bị tét rồi nha. Rồi mấy cái nhánh này mình cứ cho nó vòng vòng như vậy. Từ đâu cũng sẽ vào đấy thôi. Rồi đây. Này mình cứ bó cho thiệt nhiều vô nha mấy bạn, bó cho cái cây nó càng 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 nhiều kẽm càng tốt, tại mình muốn cho nó dính lại với nhau. Xuống đây à, bạn thấy không, mình cứ bẻ thôi. Cái này thì tự do kêu tự do sáng tạo nữa bạn. Đó. Muốn sáng tạo kiểu nào bạn sáng tạo, để các bạn thấy đẹp là được, thấy đẹp là được nha các bạn. Này cho nó qua bên này, cái này cho xuống đây cho nó lên cũng nghe quá thôi. Những cái cây mình thấy dễ thương là dễ thương.
cho nó bay bay ra. Nhánh này thì nó bị gãy rồi, mình cho nó xuống một chút. Rồi. Cho này xuống đây một chút. Này thì ai bẻ cũng được nha. Đó. Rồi từ từ cho nó có bông lên là được. Cái nhánh này cũng bị hư, không biết còn dính không đây. Rồi vậy nha mấy bạn, đó không? Rồi để mình lấy lại, mình lấy nét cho bạn coi nha. Nè coi bạn coi nè, bỏ sát vô nha. Đó. Rồi cứ vậy thôi là mình có một cái cây mình chơi, thấy không? Vài bữa nữa ra bông nè. Đó, bông nè. Ra bông xong xuôi cái mình cắt mấy cái này, cái bắt đầu mình đợi cho nó ra tàn đây để cây mình dày lên là mình chơi. Đó, có được cái gốc bự rồi đó, thấy không? Rồi. Đó. Rồi. Hy vọng là mình làm được thì các bạn cũng làm được nha. Rồi, chúc các bạn sức khỏe và nhiều may mắn. Rồi, bye bye và hẹn gặp lại nha. Rồi, đó. Cái này là mình uống vậy đó, cho nó dính mà mấy cái thân nó dính lại với nhau. Rồi mình cũng dễ uống nữa. Rồi mình để chừng mọc 2 năm rồi bắt đầu nó dính lại với nhau rồi. Dính lại với nhau rồi mấy bạn chơi thoải mái rồi. Rồi, ok vậy nha mấy bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau nha. Chúc các bạn thành công. Đó. Rồi. Thêm một cây nữa nha các bạn. Đó, vô cái chậu là dễ thương luôn. Đó, cái này thì mình cứ làm mình chơi thôi. Chuẩn bị bông nhiều lắm nha các bạn. Đó.